Hello, Văn Hải Hôm Mai xin kính chào toàn thể anh chị em và toàn thể tới các bạn. Bây giờ là về chiều muộn của ngày 10 tháng 8 năm 2020. Bên shop em có ít sản phẩm mới và sản phẩm cũ của ngày hôm trước. Em lên video mới muốn gửi tới các bạn được xem những sản phẩm hiện có của shop ngày hôm nay. Các bạn mà từ trước giờ mà đã theo dõi mà xem và ủng hộ bên em rất là nhiều. Nếu các bạn nào mà chưa ưng sản phẩm nào thì mong các bạn hãy đăng ký kênh YouTube, vào kênh Văn Hải Mobile, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ và trao đổi điện thoại mới. Các bạn có thể ưng sản phẩm nào, các bạn có thể là liên hệ cho em bằng số điện thoại 0974 97333. Địa chỉ tại của shop em là số 37 phố Bát Hà, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Và các bạn có thể là không nên bận và không thể liên hệ được, các bạn có thể vào Zalo kết bạn bên em tư vấn bằng số điện thoại 0974 97333. Mong các bạn ủng hộ và chúc các bạn tìm được sản phẩm ưng ý. Và bên em có hình thức mua bán là các bạn có thể là máy giá trị từ 1 triệu đổ xuống, các bạn có thể cọc 50.000 và trên 1 triệu có thể đặt cọc 100.000. Khi các bạn nhận máy có thể tiền cọc trừ vào tiền tài khoản các bạn. Các bạn mà không lấy phụ kiện thì bên em miễn phí ship, các bạn lấy phụ kiện thì bên em cộng ship. Và bên em có trách nhiệm về chất lượng và của máy. Hình thức bên em bảo hành bên em là hình thức là đổi mới trong vòng 1 tuần, bảo hành trong vòng 3 tháng phần cứng. Thì sản phẩm hôm nay bên em xin giới thiệu sản phẩm đầu tiên là bên em có sản phẩm như Samsung nhá. Em xin giới thiệu luôn là bây giờ sản phẩm đầu tiên là sản phẩm Samsung các bạn nhé. Với chiếc điện thoại Samsung A750 2018 này là hình thức là màu xanh các bạn nhé. Máy đẹp keng xe leng luôn nhé, 99% các bạn nhé. Máy không bị xây xước ám ố gì các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể em soi góc cạnh đầy đủ nhé. Máy đẹp keng luôn. Máy máy là hình thức là màu xanh. Máy đẹp. Màn zin, vỏ zin nhá các bạn nhá. Màn zin, vỏ zin này. Tất cả đều zin luôn nhá. Máy đẹp 99% nhá. Màn hình AMOLED các bạn nhá. Màn hình AMOLED. Máy không bị lỗi lầm xây xước đấy các bạn nhá. Máy hàng nhập các bạn nhá. Đối với sản phẩm Samsung A750 này là màn hình AMOLED 6,0 inch nhá, 6 inch các bạn nhá. RAM là RAM 4, bộ nhớ 64GB các bạn nhá. Dung lượng pin là 3300 các bạn nhá. Màn hình rất đẹp nhá. Máy bản 2 SIM công ty các bạn nhá. Máy bản 2 SIM công ty các bạn nhá. Nghe nhạc rất hay các bạn nhá. Đấy, màn đẹp keng luôn. Máy zin app các bạn nhá. Cảm biến rất nhạy các bạn nhé. Máy zin app các bạn nhé. Đối với sản phẩm Samsung A750 này là mật khẩu ấy, mở khóa rất tiện lợi và rất dễ dàng với cảm biến vân tay một chạm các bạn nhé. Rất nhạy luôn các bạn nhé. Đối với camera ấy là cam chính của máy là rất là khủng luôn các bạn nhé. Cam chính rất là khủng, có hỗ trợ 3 cam nhé. Có hỗ trợ 3 cam nhé. Cam chính là 24 MP và phụ là 8 MP các bạn nhé. Các bạn có thể là đi chơi giá ngoại, các bạn chụp ảnh rất là phân giải, rất là rộng và thích các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn ạ.
nghe nhạc hình màn hình Amonet là nghe nhạc rất hay luôn các bạn nhé. Em cho các bạn xem nghe nhạc nhé. Rất hay luôn. Bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên sinh con. Về hãy thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng. Dù thầm sóng ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui. Chiếc điện thoại này em bán với giá là 3,2 triệu nhá, kèm theo cả phụ kiện các bạn nhé. Rất đẹp luôn các bạn nhé. Em bán với giá 3,2 triệu nhé. Máy 99% nhé. Em đã bao test cẩn thận các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo của ngày hôm nay ý, trong clip hôm nay là chiếc Samsung M20 các bạn nhé. Chiếc điện thoại Samsung M20 này là máy hình thức là màu xanh nhá. Vỏ là bị không dùng ốp là bị xây xước hết xước các bạn nhé. Các bạn có thể là về dùng ốp nhé. Thì máy này là máy là em thâu được của khách nhé. Máy đang dùng bình thường nhé, không lỗi lầm gì các bạn nhé. Bên men zin nhé, màn zin nhé. Màn thì không phải thì màn zin nhưng mà máy em đã ép kính cho các bạn nhé. Có thể nào em nói vậy nhé các bạn nhé. Máy em đã ép kính rồi. Và vỏ trâu là bị xây xước các bạn nhé. Đối với sản phẩm này máy mới là rất là cao nhưng mà em bán với giá là 1,7 triệu các bạn nhé. Samsung M20 nhé các bạn nhé. Màn hình ép kính rồi các bạn nhé. Nhưng mà không ảnh hưởng gì đến màn các bạn nhé. Màn rất đẹp nhé. Khung sườn là rất đẹp các bạn nhé. Mỗi tội là vỏ sau bị phe phẩy các bạn nhé. Các bạn có thể là muốn xem sản phẩm rõ nhất thì các bạn có thể là ưng sản phẩm này các bạn vào Zalo em gọi điện trực tiếp cho các bạn xem nhé. Đây em giới thiệu vậy triệu cho các bạn. Các bạn xem các bạn ưng sản phẩm thì liên hệ cho em nhé. Trước này em bán với giá 1,7 triệu các bạn nhé. RAM 3 bộ nhớ 32GB các bạn nhé. Cam chính là 13 MP, cam phụ là 5 MP với cả kèm theo cả cam phụ nhá, cũng rất là nét, rất phù hợp với chụp quay phim chụp ảnh các bạn nhé. Nhưng mà được cái là dung lượng pin là rất là khủng các bạn nhé. Dung lượng pin rất là khủng. Khủng là pin là 5000 mAh các bạn nhé. Các bạn có thể sạc pin một lần đầy, các bạn có thể đi công việc hoặc là đi đâu các bạn không lo phải sạc pin các bạn nhé. Pin rất là khủng ở 5000 mAh là so với sản phẩm Samsung là pin rất là khủng các bạn nhé. Hệ điều hành Android 8.1 các bạn nhé. Rất là nhanh luôn nhé. Máy 2 SIM các bạn nhé. Máy bản công ty 2 SIM các bạn nhé. Ok nhé. Và sản phẩm tiếp theo em có chiếc Note 5 các bạn nhé. Note 5 này RAM 4 bộ nhớ 32GB các bạn nhé. Máy máy hàn và máy hàn một SIM các bạn nhé. Màn ám đẹp các bạn nhé. Màn ám đẹp. Vỏ viết đẹp các bạn nhé. Vỏ viết đẹp ok nhé. Vỏ viết không bị xây xước nhẹ ở đây các bạn nhé. Máy cũng phải được 95% các bạn nhé. Được 95%. Nhưng mà đối với sản phẩm Note 5 này là phím home là bị bong chóc điệp này các bạn nhé. Em bán với giá là 1,5 triệu các bạn nhé. Máy đang dùng bình thường các bạn nhé. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ. Sóng rất khỏe các bạn nhé. Em bán 1,5 triệu nhé.
với màn hình 5,7 inch các bạn nhé. Pin trên 3000 các bạn nhé, dung lượng pin trên 3000 nhé. Và có cây bút hỗ trợ ấy các bạn nhé. Hỗ trợ các bạn có thể là dùng không khi bật khi mình bật tay ướt và bẩn, các bạn có thể dùng bút nhé. Máy đang dùng bình thường các bạn nhé. Em bán với giá 1,5 triệu các bạn nhé, đối với Samsung Galaxy Note 5 các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo là sản phẩm Samsung Z2 Play các bạn nhé. Trước này em bán với giá là 700 các bạn nhé. Bán với giá 700 các bạn nhé. Đây, máy hình như là nói chung là ở bên trong là rất là đẹp, ok các bạn nhé. Máy chưa sửa chữa và lỗi lầm gì các bạn nhé. Cái này các bạn có thể dùng nghe gọi và đọc báo hoặc xem YouTube thoải mái các bạn nhé. Có muốn là chơi game là không chơi được các bạn nhé. Với RAM 2 bộ nhớ 8 nhé các bạn nhé. Có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài các bạn, nhưng các bạn an tâm về bộ nhớ nhé. Có thẻ nhớ ngoài nhé. Em có thể khuyến mại các bạn là thẻ nhớ nhớ 4GB nhé các bạn nhé. Rất rẻ luôn các bạn nhé. Samsung Z2 và Play nhé, bán với giá 700 các bạn nhé. Máy bị chắc nhẹ đây nhé các bạn nhé. Ở viền các bạn nhé. Hình thức là đẹp nhé. Máy nó dùng bình thường các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo ấy là Samsung A8 nhé. A800 các bạn nhé. A800 nữa. A800 nhá. Đối với sản phẩm Samsung A800 này, bên em có cả ốp nhá. Máy viền là thiết kế là khung nhôm, vỏ nhôm các bạn nhá, liền khối nhá. Các bạn không phải lo về sầy xước các thứ, các bạn không phải lo ảnh hưởng đến máy các bạn nhá, vì thiết kế là khung nhôm hết các bạn nhá. Có máy bị sầy xước ngoài các bạn nhé, nhưng mà nhẹ đẹp nhé các bạn nhé. Đối với sản phẩm này, chiếc A8 này em bán với giá là 1,350,000 các bạn nhé. Là RAM 2 bộ nhớ 2GB các bạn nhé, màn hình 5,7 inch nhé, pin trên 3000 các bạn nhé. Nhưng mà máy này em đã thay pin mới các bạn nhé. Thay pin mới các bạn dùng an tâm về pin các bạn nhé. Em kèm theo cho các bạn một cái sạc nhé. Và sản phẩm tiếp theo là sản phẩm Z5 2016 các bạn nhé. Sản phẩm Z5 2016 là RAM 2 bộ nhớ 16GB các bạn nhé. Dung lượng pin trên 3000 nhé. Màn hình AMOLED các bạn nhé. Màn hình AMOLED này các bạn xem phim nghe nhạc rất hay luôn các bạn nhé. Hình ảnh rất là sống động luôn các bạn nhé. Đấy, màn hình nữa các bạn nhé. Thấy không? Màn hình keng luôn nhé. Máy mới cũng phải trên 90% các bạn nhé. Máy dùng rất là... Đấy, các bạn nhìn thấy không? Vàng ươm nhé. Máy màu ngôn nhé. Chiếc điện thoại này bán với giá 1,4 triệu các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Chất lượng pin với vỏ viết trong rất sáng sủa, không bị bẩn thỉu gì cả, không bị phởi bụi gì cả, rất đẹp. Em bán với giá 1,4 triệu đối với sản phẩm Z5 2016 các bạn nhé, màn hình AMOLED nhé. Mong các bạn xem và ủng hộ bên em nhé. Ưng sản phẩm nào liên hệ cho em sớm nhé. Rất đẹp luôn các bạn nhé. Và nhưng mà máy là 2 sim các bạn nhé, có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài nhé. Các bạn ưng sản phẩm liên hệ sớm nhé. Và sản phẩm tiếp theo về iPhone 6 Plus các bạn nhé. Đối với Samsung, đối với iPhone 6 Plus này là các bạn, kể các bạn, các bạn dùng có thể là dùng rất là thích luôn các bạn nhé. Máy hình thức là gray màu đen các bạn nhé.
Nhưng mà đối máy này là bản sao nào? Bản 16 GB các bạn nhé. Em đã cài đặt hết chức năng các bạn về chỉ việc lắp sim và dùng ok các bạn nhé. Máy mất vân tay các bạn nhé. Các bạn có thể dùng mật khẩu bình thường các bạn nhé. Màn zin men zin các bạn nhé. Em đã kiểm tra hết rồi. Trước khi máy đầu về tới shop em đã kiểm tra bao test cẩn thận. Các em mới lên giới thiệu các bạn nhé. Các bạn ưng sản phẩm này thì các bạn liên hệ cho mình nhé. iPhone 6 Plus bản 16 GB nhé, mất vân tay nhé, máy gần đây nhé các bạn nhé. Máy thì hình thức ấy, vỏ viếc là bị xây xước nhẹ các bạn nhé, xây xước nhẹ lập cho bạn là lấm chấm nhẹ ở xương các bạn nhé. Đây là em muốn giới thiệu chi tiết cho các bạn. Là em để ý nhá, cái chiếc điện thoại này là nó bị xước mới ít là sau các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Rất đẹp luôn. Em bị sức nhẹ một tí ở đây các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Trước này em bán với giá là 2,1 triệu các bạn nhé. Kèm theo cả một bộ sạc nhé. Một bộ sạc xịn theo máy luôn các bạn nhé. Em bán với giá 2,1 triệu nhé. Sóng sánh ổn định nhé các bạn nhé. Các bác có thể là lớn tuổi, các bác có thể dùng iPhone rất là tiện. Có thể là cài chiều to rất là dùng rất là thích. Đấy. Chứ đậm, chứ to tùy theo mình nhé các bạn, các bác nhé. Vâng, sản phẩm máy là máy hình thức là máy bản quốc tế các bác nhé. Các bác chỉ việc lắp sim và dùng ok luôn nhé. LLA các bác nhé, LLA máy quốc tế nhé. Và sản phẩm tiếp theo là 6 Bluetooth các bác nhé. Các bạn xem đấy. Đối với sản phẩm này vẫn máy 6 Bluetooth này là máy men zin, màn zin nhá. Vỏ đẹp nhá. Vân chân vân tay đầy đủ nhá. Nhưng mà bản bản LLA nhá, bản LLA nhưng máy lốc các bác nhá. Các bác về có thể là dùng mua sản phẩm này có thể là dùng ra một cái tiệm gần nhất lắp sim ghép và dùng bình thường ok nhé. Các bác gần có thể đến cửa hàng thì em fix, em ghép sim các bác dùng như máy quốc tế bình thường luôn nhé. Máy rất đẹp nhé. Sản phẩm bên đây rất đẹp các bác nhé. 6 Bluetooth bản 16 GB các bác nhé. Đấy, 16 GB. Màn zin men zin nhá. Vỏ không bị xì xước thì các bác nhá, có bị ấy nhẹ đấy các bác nhá. Đấy. Bị nhẹ chỗ này nhá, bác nhá. Bị xước nhẹ nhá. Còn hình thức ok nhá, đấy, rất đẹp luôn. Em bán với giá là 1 triệu 7 nhá. Kèm theo ốp nhá. Phụ kiện nhá các bác nhá. 1 triệu 7 nhá. Rất rẻ luôn nhá. Đối với sản phẩm iPhone 6 Plus nhá. Màn zin, men zin, tất cả đều zin nhá, mới là máy lốc thôi các bác nhá. Màn hình đây các bạn xem màn hình nhá, đẹp kem luôn nhá. Từ viền này cho đến viền này rất là cân đối nhá. Và sản phẩm tiếp theo em xin giới thiệu là sản phẩm là chiếc điện thoại Samsung A8 màn hình AMOLED nha các bác nhé. Màn hình AMOLED là RAM 3, bộ nhớ 32 GB nhé. Bản màn hình AMOLED là xem phim rất hay luôn các bác nhé. Máy một máy bản hàn một sim các bác nhé. Màn hình 5,2 inch nhưng mà nhìn rất là gọn gọn nhé, và cứng cáp nhé. Sản phẩm này em bán với giá là 1,8 triệu nhé, 1,8 triệu. 1,8 triệu các bác nhé. Đối với sản phẩm là A6 các bác nhé. Đúng, A6 các bác nhé. Em bán với giá 1,8 triệu nhé. Rẻ như Z7 Pro các bạn nhé. Máy đẹp keng nhé, 99% nhé. RAM 3, bộ nhớ 32 GB nhé.
màn hình AMOLED nhé. Và sản phẩm tiếp theo của Dell là chiếc sản phẩm là iPhone 6 máy màu gold nhá, bản màu gold nhá. Bị xây xước nhẹ các bác nhá, đấy xây xước nhẹ. Có thể không? Sản phẩm này em bán với giá là 1 triệu 8 nhá, 1 triệu 8 nhá. Màn zin nhá, máy zin men zin cái gì zin nhá, vân chân vân tay đầy đủ nhá, em bán với giá 1 triệu 8 kèm theo cả phụ kiện nhá các bác nhá, cả vỏ nhá. Các bác nào mua em cho cả vỏ cả sạc nhá, chỉ việc về lắp sim và dùng nhá. Đấy, vân chân vân tay đầy đủ nhá. iPhone bây giờ đang lên giá rất cao các bác nhá. Đấy, rất là đủ. Máy này cũng phải được theo shop đánh giá nó cũng phải được 90% các bác nhá. Máy bị xây xước nhẹ nhá. Đây, xây xước nhẹ. Bản với sản phẩm này bản 60L bản quốc tế nhá. Bản 64GB nhá, iPhone 6 nhá. iPhone 6 nhá các bác nhá. iPhone 6 thường nhá, bản 64GB nhá. Với sản phẩm này bán với giá là cả phụ kiện đầy đủ, tất là tật là các bác chỉ việc lắp sim dùng là 1 triệu 8 các bác nhá. Em vừa xong nói nhầm thì các bác thông cảm nhá. Em cài đặt sẵn chỉ việc về dùng nhá. Máy em thức ok nhá. Và buổi hôm nay ấy, em có ba sản phẩm là F1S nhá. Đối với F1S này trước là sản phẩm là RAM 3 bộ nhớ 32GB các bác nhá. RAM 3 bộ nhớ 2 nhá. Trước này chất đẹp nhất nhá các bác nhá. RAM 3 bộ nhớ 32. Màn hình rất đẹp nhá. Đối với cam là chính là 10/10 megapixel, cam phụ 8 megapixel các bác nhá. Dung lượng pin trên 3000 rất là ổn định nhá. Dòng của Oppo ấy là ăn dòng rất chuẩn. Nên thành ra nên các bác dùng là an tâm với pin nhá. Đối với sản phẩm này em trước đẹp nhất này là em bán cây này là 1 triệu 6 nhá. Cây số 1 thì em bán 1 triệu 6 các bác nhá. Cây này thì đẹp keng nhá. Đẹp keng luôn các bác nhá. 1 triệu 6. Và còn hai chiếc tiếp theo này nhá. Thì chiếc này em đã lên vỏ nhá. Đấy, lên vỏ đấy. Lên vỏ đẹp nhá. Là chiếc này em bán với giá là 1 triệu 4 nhá, 1 triệu 4 nhá. 1 triệu 4 nhá. Đối với sản phẩm thứ hai bán với giá 1 triệu 4 nhá. F1S nhá. 2 này. 1 triệu 4 này. Chiếc số 2 nhá, em bán 1 triệu 4 nhá. Máy đẹp vỏ đẹp nhá. Máy đang dùng bình thường nhá. Đổi mới trong vòng hình thức mua bán sản phẩm bên em là đổi mới trong vòng 1 tuần các bác nhá. Và chiếc thứ ba nhá, F1S. Vỏ này cũng lên thay vỏ các bác nhá. Nhưng mà nó bị sứt một ít ở viền này nhá. Ở viền đó không phải ở màn đâu nhá. Em bán 1 triệu 3 nhá. Máy số 3 em bán 1 triệu 3 nhá. 1 triệu 3 nhá các bác nhá. Các bác mà ưng sản phẩm này thì em sẽ chỉnh lại cái này nhá các bác nhá. Không ảnh hưởng gì đến bên trong luôn nhá. Vỏ đẹp nhá, gì đẹp hết nhá, máy đang dùng bình thường các bác nhá. Và sản phẩm cuối cùng của video hôm nay là Oppo A39 nhá. A39 nhá, là Neo 9S nhá các bác nhá. A39 nhá. Vỏ cũng gọi là xây xước nhá. Máy chỉ được 80% thôi nhá, vỏ xây xước các bác nhá. Nhưng mà dùng bình thường dễ nhìn nhá. Mối là một điều là bị răng vỏ là bị bong một ít nhựa đây nhá. Trước này em bán với giá có 1 triệu 3 nhá. Neo 9S nhá.
Note 9S bản hiệu 3 là máy dùng bình thường, full chức năng nhé. Màn hình ok nhé, mới là các bác ấy chỗ này thôi, các bác phải về dùng ốp bình thường các bác nhé, về dùng bình thường được. Máy full chức năng, máy đã bao test rồi nhé, bản 1.3 nhưng đối với sản phẩm Oppo là A399 nhé, Note 9S nhé. Các bác ưng sản phẩm thì liên hệ sớm nhé. Thì bây giờ em xin kết thúc video ở đây. Hôm nay buổi cuối tuần thì em chúc các bạn làm việc những trong tuần mới là vui vẻ, hạnh phúc. Mong các bạn hãy đăng ký kênh và ủng hộ bên em để bên em có sản phẩm mới và video hàng tuần để phục vụ các bạn nhé. Mong các bạn ủng hộ nhé. Và chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ nhé. Chào các bạn nhé.